Xin chào. Xin chào các vị khán giả đang xem chương trình Lữ Khách 24 giờ. Hôm nay thì Dương sẽ chơi Lữ Khách 24 giờ cùng với ông xã của mình. Chào mọi người, mình tên là Đăng Duy. Hiện nay mình đang rất là căng thẳng khi tham gia cái game show này. Tại vì cái người đối thủ của mình ngày hôm nay mình đấu là Thùy Dương, là bà xã của mình. Bình thường thì anh ấy lúc nào cũng điềm tĩnh và luôn tỏ cái vẻ là mình ở thế chủ động. Cho nên hôm nay trong trò chơi này Dương quyết định là Dương phải chiến thắng anh ấy. Cái cuộc chiến này nó rất là căng thẳng. Bây giờ không biết có nên thắng hay là nên thua nữa. Nếu mà thua thì thấy ức chế quá. Thôi thì thắng đi, những ngày vất vả cũng quen rồi. Sẵn sàng, ủng hộ cho Dương nha. Xin chào mừng hai bạn đến với chương trình Lữ Khách 24 giờ. Dương đang rất là hồi hộp. Mong rằng sẽ là không quá khó. Tốt nhất là đừng có là nấu ăn. Duy thì đang rất là căng thẳng. Hy vọng là nấu ăn. Ngay bây giờ hai bạn hãy nhận phong bì khách dành cho mình. Anh nhường em. Nè. Sao nhường dễ dàng quá vậy? Lấy cái nào? Anh lấy cái nào? Anh lấy này phải không? À, em lấy này. À. Đổi lại đi. Thích quá. Mình rất thích ăn hiếp anh ấy. Trước khi các bạn biết thử thách dành cho mình là gì, các bạn sẽ có một nhiệm vụ nho nhỏ. Nếu như người nào thua, người đó sẽ phải bắt đầu thử thách sau 5 phút. Trong một thời gian nhanh nhất, người này phải làm chọc cười khiến cho người kia phải cười. Dương sẽ chọc ảnh cười trước. Em chưa chọc mà anh đã cười rồi. Coi như anh thua. À, anh kỳ quá. Anh muốn em chơi trước rồi. Hãy mời 5 người nước ngoài ăn món hột vịt lộn lăn bột chiên giòn của Việt Nam. Lưu ý, mỗi người phải ăn ít nhất 1/2 trứng vịt lộn mới được tính là thắng cuộc. Hãy nhờ 5 người nước ngoài thực hiện việc xỏ chỉ đôi vào kim. Khi mà nhận được phong bì của thử thách thứ nhất, mình nghĩ là nhiệm vụ của mình dễ hơn của bạn. Và mình tin chắc là mình sẽ chiến thắng. Sẵn sàng. Chơi đi. Và ngay bây giờ thời gian bắt đầu tính. Bắt đầu 1-5 phút. Nhưng thấy trước mắt là có người nước ngoài bên này rồi đó. Để qua nhờ họ thử cái sao. Trời ơi, hy vọng là mình không làm phiền họ. Excuse me. No, thank you. Sorry. Không được rồi. Excuse me. Please. Can you help me? No. Họ cũng bận rồi. Nhờ ai đây? Không biết là hai anh chàng này có phải người nước ngoài không nhỉ? Chào anh ạ. À, sao đây? Nhờ ai xỏ kim giùm mình đây? Excuse me. Yeah. Can you help me? Can you thread the needle? Được một người rồi. Try. Không sao, bình tĩnh. Không sao. Cố lên. Thấy cái anh ấy đã xuống xe luôn rồi. đúng rồi. Anh tên gì? Dạ. Oh, thank you. Có một cặp đôi đang di chuyển. Excuse me. Please. Can you help me? Yes. Got it. Sit. Duy cố tình để cho Thùy Dương đi để đứng đây mà suy nghĩ. Tại vì Dương là một người rất là nhanh, còn Duy thì một người rất là chậm tiêu. Cho nên Duy phải suy nghĩ làm sao giải được một cái bài toán khó này. Đây là món ăn rất nổi tiếng của Việt Nam. Tèn tèn.
đối với người nước ngoài thì người ta không có quen với lại cái món này. Xin chào bạn. Hello. Hi. Wow. Wow. Bạn có thể dùng thử món này. Don't eat some of this. Món này rất là ngon ở Việt Nam. Hello, help me. Bạn là người nước nào? Bạn đã từng nghe tới món hộp vịt lộn của Việt Nam chưa? Ok, mình mời bạn ăn món thử món này. Wow. Oh. Chỉ có phân nửa thôi. Wow, rất ngon. Một cái nữa. Wow. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bye bye. Không sao. Mình lại sai lầm một cái là đây là cái công việc là xỏ chỉ vô lỗ kim rất là nhỏ, mà mình lại nhờ đúng những cô, những chú đã hơi bị lớn tuổi rồi. Các cô, các chú không thể nào mà làm được công việc đó. Thì lúc đó là mình cảm thấy rất là lo lắng. Bởi vì xung quanh mình nhìn thì lại không thấy ai trẻ hết. Excuse me, please. Yes. Can you help me? No, my eyes are bad. Cố lên. Can you see? Yes. Ah. Cố lên. Bộ tay bộ chân rồi. Yes. See? Yes. Can you try again? You want me to try again? Yes. All right. Samui. Oh. Old man. No, I give up. I already tried this before, one time. Oh, thank you. Thank you very much. Xin chào. Mình là người Việt Nam. Giới thiệu với lại hai cô chú là món hộp vịt lộn của Việt Nam. Can you speak English? Dạ không, con chỉ biết nói tiếng Việt Nam thôi ạ. Việt Nam. Dạ. Con có thể mời cô chú dùng thử món này được không ạ? Duy dùng ngôn ngữ hình thể để mình diễn tả những cái mà mình mong muốn ở trong đầu với cái người đối tượng, thì có một số người ta hiểu ngay là ở đây mình đang muốn họ ăn cái điều đó, và có một số người ta ngại, người ta từ chối ngay. Dạ. Dạ, con mời chứng. Dạ. Dạ, cảm ơn bác nhiều. Chào bác. Dạ. Việt Nam. Yes. It. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Dạ. Đây là trứng. Cạp. Can I? Baby. Cạp. Yes. Dạ. Baby duck. Baby duck. Này rất là ngon. It's for TV? Dạ. Dạ. It's good. Just a little. Phần này. No, it's good now. Bao nhiêu người đã ăn rồi ta? Bây giờ bạn chỉ được 2 người trọn vẹn thôi. Hai người trọn vẹn, nhưng mà thật sự là nãy giờ là bốn người đã ăn. Tại vì mời họ ăn đã khó, mà làm sao họ ăn được phân nửa cái là cả một vấn đề rất là khó. Bên này có anh này em chưa có ăn. Excuse me, can you help me? You want to borrow these so you can see? Please. Thank you very much. Can you
mình đã được 4 người rồi, chỉ còn một người cuối cùng nữa thôi là mình sẽ chiến thắng. Hey, hey. Where are you from? China. Yes. Okay. Mình nghĩ cùng là người châu Á thì chắc chắn là đối với bạn ấy sẽ rất là dễ dàng thôi. Tại vì người châu Á ai mà không biết điều này. Yeah. Oh. Thank you very much. Bye bye. See you. Mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ là 5 người nước ngoài xỏ chỉ đôi vô cái kim này. Hãy đến ngã ba đường Đỗ Quang Đẩu và Bùi Viện để nhận trang phục hóa trang mà chương trình cung cấp để mặc và đi bộ về điểm tập kết. Ai về điểm tập kết trước sẽ giành được cờ chiến thắng. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Mình có thể mời hai bạn dùng thử món này được không? Đây là gì? Ngon. Hello. Xin chào. Bát này có vẻ sành ăn. Hello. Hello. Mình xin giới thiệu với các bạn, đây là một món ăn của Việt Nam. Baby duck. Cạp cạp cạp. Wow. Baby cạp 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 cạp. Tên tên. Xíu thôi. Xíu thôi. But I can't through. Sorry. I'll die. Bye. Goodbye. Yeah. Hello, xin chào. Bye. Xin chào. Mình xin giới thiệu với bạn, đây là một món ăn của Việt Nam. Baby cạp 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 cạp. Yeah, okay, 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 okay. No, I don't like it. Chào chị là người Việt Nam. Dạ, đây là một cái món trứng hột vịt lộn. Cái này nè. Cái phần này nè, phần này mới ngon. Nó phần này rất là ngon. Yeah! Sau khi người thứ ba đã dùng xong á thì mình đi tìm hai người cuối cùng. Mình đã đi 2 vòng rưỡi để tìm hai người tiếp theo, nhưng tại vì cái giấc trưa là mọi người nghỉ ngơi và một số quán ăn thì mình ngại và mình chỉ cầu vào cái sự may mắn thôi. Chào mừng các bạn đến với chương trình. Ủa? Yeah. Việt Nam. Yeah, yeah. No. Egg. Cạp 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 cạp. No, it's got meat in it. No. Mình xin chào. Hi. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Bye bye. Giá như cái này là hamburger là hết từ sáng giờ rồi đó. Mình đã ở đây rồi. Nhà Đỗ Quang Đẩu và Bùi Viện. Ở đây có cung cấp phục trang cho chương trình lữ khách 24 giờ không cô? Cảm ơn cô. Phục trang là ở đâu ta? Chú ơi, ở đây có cung cấp phục trang cho chương trình lữ khách 24 giờ không chú? Dạ phục trang á. À, sao ta? Chú cho con hỏi là ở đây có cung cấp trang phục cho chương trình lữ khách 24 giờ không chú? Dạ có. Hay quá! Tìm được rồi. Thú thật là Dương chưa bao giờ mặc những cái dạng đồ nộm như vậy. Hôm nay mặc thử cảm thấy phấn khích quá. Cảm giác là thú vị. Mình mặc cái bộ đồ gà bông vô để mà chạy về điểm đến á. Đó là một cái trải nghiệm rất là thú vị khi mà đi ngoài đường và mọi người coi như là gọi rồi vui giỡn. Mình cảm thấy cũng vui lắm. Chào. Em ơi, em ơi cho anh xin một phút thôi. Em có thể mời bạn ăn hột vịt lộn giùm anh được không? So well. The hột vịt lộn is a baby duck. Baby duck. Yeah. Yes. 1, 2, 3. Yeah. Cho mình xin tờ giấy. Bạn có thể cho. Món ăn rất ngon. Cảm ơn bạn. Tạm biệt. Xin chào. Yo, xin chào.
mình Duy. Em tên John. 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 Bạn nói được tiếng Việt Nam? Cơm cơm. Không. Một chút xíu thôi. Đây là món ăn Việt Nam, trứng hột vịt lộn. Trứng hột vịt lộn. Cơm. Cạp 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 cạp. Cơm cơm cơm. I cannot. Em cơm ăn. Bạn thử một chút xíu thôi. Cơm hiểu. Ăn một chút. Yeah. Bắp cơm. Okay. Một chút, cơm, một chút. Ngon. Một chút. Ngon. Ngon. Thêm một miếng xíu nữa này. Cơm. Nè, cái này nè, cái này là ngon nè. Cảm ơn bạn. Cho anh hỏi tem là người Việt Nam hả? Dạ. Ok, tem phiên dịch rất tốt đúng không? Nhờ mấy người này giùm anh đi. Các thánh này sẽ đỡ giùm mình cái chương trình này các bạn. Nửa cái bằng con. Cảm ơn bạn. Hãy đến ngã ba đường Đỗ Quang Đậu, Bùi Viện để nhận trang phục hóa trang mà chương trình cung cấp để mặc và đi bộ về điểm tập kết. Ai về điểm tập kết trước sẽ giành được cờ chiến thắng. Tại sao chọn màu hồng cho tôi vậy? Lúc đó thì Duy rất là mệt mà còn phải mặc nguyên bộ đồ con thỏ. Nhưng mà con thỏ đó lại màu hồng, biết là vợ mình vừa ghẹo mình đây, chắc chắn là cô ấy sẽ mặc một cái bộ đồ gì đó đỡ hơn cái bộ này, cho nên mới còn lại cái bộ này. Thắng chính mình. Còn mình là người đã thắng chính mình và thắng luôn ảnh. Chắc là mọi người không dám ăn hả? Mọi người rất sợ cái món đó. Mình thấy rất là mệt nhưng mà rất là tuyệt vời, rất là vui. Dương đã là người về điểm tập kết đầu tiên và bạn xuất sắc nhận được lá cờ thứ nhất ở tấm thứ nhất. Yeah! Khi mà bước vào phòng này thì Duy cũng còn rất là mệt. Nhưng mà khi mà thấy nghe nhạc, thấy mọi người nhảy thì bắt đầu năng lượng bắt đầu lên và bạn cảm giác là tự tin trở lại. Wow! Wow! Dance sport. Thiết hài. Popping hả? Hai bạn hãy kết hợp hai bộ môn vừa được học thành một bài biểu diễn trên nền nhạc tự chọn. Nếu có 6 đến 8 vũ công tại trung tâm đồng ý cho cả 2 điểm 8 thì mới vượt qua thử thách. Khi mà mình đưa tay vô bốc thăm để mà chọn xem là mình sẽ nhảy điệu nào thì thật sự mình luôn cầu mong là sẽ được nhảy cái điệu mà mình thấy dễ nhất trong đám điệu. Nhảy thiết hài. Popping. Wow. Thật ra cái popping là cái em thích. Em popping nên đổi cho em đi. Anh muốn em yêu anh hơn không? Đổi cho em đi. Rồi thôi đổi đi. 2 3 4. Một 8 8.
Khi mà bắt đầu mà vô học thử cái điệu nhảy mà mình sẽ ra thử thách á, mình mới thấy là khó quá, chắc là không được điểm cao đâu. Để nhảy được như các bạn ấy thì quả thật mất một thời gian rất là lâu để mà tập luyện. Phần mình tập mình thấy khó, nhưng mà các cái môn khác mình chưa có tập nên mình chưa biết có khó hay không. Mình tự tin phần nào? Chúng ta có 3 bạn sẽ chấm điểm cho các bạn. Nếu có tổng số 6 người đồng ý thì các bạn sẽ vượt qua thử thách này. Khi mà mình diễn là một con robot đã được yêu rồi, đã cười rất là tươi tắn rồi, thì tự nhiên cái mặt ảnh lại sợ hãi rồi né xa mình. Lúc đó mình không hiểu, thế là mình không biết là bây giờ chích rồi phải diễn cái gì nữa bây giờ. Thế là thôi đành vậy, coi như là anh ấy đi rồi là trở lại là con robot vô cảm như ngày xưa. Bạn có hiểu là Dương đang diễn cái gì không? Cũng có hiểu một cái, bị cảm giác cứng, hơi giống robot nên em dừng. À đúng rồi! Cảm nhận thấy hợp nhau không? Bạn thích không? Yeah! Cũng gần gần như vậy. Không sao, quan trọng là các bạn thích là được. Nếu mà hai đứa này mà các bạn cảm thấy xấu quá thì các bạn không cho cũng không sao. Đối với mình tự đánh giá là cái bài nhảy của mình không đạt về kỹ thuật đâu. Tại vì đạt về kỹ thuật là nó đòi hỏi cái sự tinh tế trong cơ bắp này kia nữa. Thông thứ nhất là được. Thông thứ hai được luôn. Thâm thứ ba giống hai thâm đầu. Ba được. Thâm thứ tư được. Thâm số năm được. Thâm thứ sáu là ok, well done. Thâm số bảy là thích. Thâm số tám là được. Được. Yeah. Chúc mừng là hai vợ chồng bạn đã nhận được lá cờ chiến thắng ở thứ hai của chương trình. Trời, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Cảm ơn. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy thứ hai. Bây giờ bạn hãy xin tá túc tại một ngôi nhà bất kỳ nằm tại đường số 561, ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi. Lưu ý, bạn không được phép lấy lý do đang tham gia chương trình để xin ở lại.
chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.